Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Git là gì? Git là phần mềm hỗ trợ quản lý phiên bản khá phổ biến hiện nay. Đây chính là phần mềm không thể thiếu đối với công việc lập trình. Đối với lập trình viên, viết đoạn code là một công việc cực kỳ mất thời gian, và nếu bạn lỡ tay xóa đi một đoạn code nào đó và chợt nhận ra mình vẫn cần dùng đến nó thì việc quay trở lại là cực kỳ khó khăn. Với điều tưởng chừng như không thể đó, nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn dùng Git. Nó sẽ cho phép bạn quay lại phiên bản trước của tập tin mới được sử dụng. Cụ thể, Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán được ra đời vào năm 2005. Nhờ có phần mềm này, việc quản lý code trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Bây giờ bạn có thể hiểu một cách tổng quát Git là gì rồi đúng không nào? Để phân tích rõ hơn lợi ích của việc dùng Git cũng như sự giống và khác nhau giữa Git với các hệ thống quản lý phiên bản khác, hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bài viết này, những lợi ích bất ngờ cho người dùng khi sử dụng Git. Git giúp bạn sắp xếp công việc tốt hơn. Khi dùng Git, bạn có thể tập trung giải quyết từng task một mà không cần phải bận tâm đến những task khác. Lợi ích thứ hai đó chính là Git giúp bạn linh hoạt hơn khi làm việc cùng lúc với nhiều task. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Bởi vì cấu trúc công việc vốn đã được sắp xếp hợp lý và thuận tiện hơn rất nhiều. Khi viết code, bạn có thể thỏa sức sáng tạo của mình, bởi Git giúp bạn tách biệt được việc thử nghiệm với những dự án chính. Điều này chắc chắn sẽ nâng cao được chất lượng công việc của bạn, vừa giúp bạn thoải mái trong việc sáng tạo mà không lo ảnh hưởng đến công việc chính của mình. Những điểm giống và khác nhau giữa Git và các hệ thống quản lý khác. Điểm giống nhau, Git cũng giống với các phiên bản hỗ trợ quản lý khác. Nó có chức năng quản lý code và lịch sử thay đổi, Git dùng để hỗ trợ làm việc nhóm một cách tối đa. Các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng trao đổi code với nhau thông qua Git hoặc các phần mềm hỗ trợ quản lý phiên bản khác mà không còn phải thực hiện một cách thủ công như lúc trước. Vì vậy mà Git cũng như các phần mềm hỗ trợ khác cực kỳ thông dụng hiện nay, bởi nó tạo ra được sự thuận tiện cho người sử dụng. Điểm khác nhau, Git là hệ thống quản lý phân tán, còn những phiên bản khác tiếp cận theo hướng tập trung. Điều tạo nên sự khác biệt cho Git đó chính là nhờ khả năng tách nhánh. Điều này giúp cho Git trở thành công cụ tối ưu cho việc làm việc theo nhóm. Những công việc như phân chia, tổng hợp task hay code dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều nhờ Git. Đây chính là điều mà các phần mềm hỗ trợ khác không có, vì vậy mà Git ngày càng được sử dụng nhiều và rất được yêu thích. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.